Cần máy dọc là cây cần dễ chơi nhất, thậm chí chỉ trong một buổi đầu tiên là anh em đã chơi rất là thuần thục rồi. Cây cần Daiwa này giá hiện tại tầm khoảng 300.000. Vì cái máy dọc ấy, thì là cái máy nó ra cước theo chiều hình xoắn này, thì cái khoen này rất to để nó sẽ gom dần dây, nó giảm dần cái ma sát, nó đỡ bị ma sát. Máy ngang thì chỉ cần ném hai kỹ thuật một cái hoặc ngược gió một cái là ăn mì tôm luôn, dối khó gỡ luôn. Đi câu mà chỉ cần có vài pha rối như này là hết bố buổi câu. Đánh cá. Đánh cá. Chuối hoa đặc trùng của miền Bắc. Tuyệt vời không? Một cái điều rất là tuyệt vời là phát hiện ra ở đây có cả cá chuối hoa nữa. Vừa xong là tôi cũng chừa một phát nữa. Con vừa xong đớp cũng có chuối hoa. Nhưng đánh ở những cái điểm này phải lì lắm, cá nó ăn ở chỗ chỉ sâu có 10 phân nước thôi. Nó theo mồi vào tít bên trong nó mới ăn. Phong cảnh thì đẹp quá mà cá không đẹp tí nào. Hai anh em luồn tít vào trong khe trong này mà chưa thấy cá đâu. Những cái điểm thì đánh rất đẹp nhưng mà không có cá. Gió núi mắt rượi ngồi uống trà nóng. Rồi. To phết. Tôi bị đứt cái dây leader là phải buộc lại. Những buổi đi câu như này mà đi câu hoang dã như này thì được 4 lần mà dính cá là cực kỳ nhiều đấy. Như vậy là cái cây cần này đánh ở địa hình thoáng thì được, hơi rộng một chút thì nó hơi mềm.